Thưa quý vị, qua nhiều năm triển khai, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được nhân rộng tại các khu dân cư. Vì vậy, không chỉ các cấp chính quyền địa phương mà các đoàn thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác phối hợp triển khai đồng bộ các mô hình điểm, góp phần thu hút vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh tại buổi ra quân phát động xây dựng điểm tuyến đường văn minh kiểu mẫu của Ủy ban dân phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Trước đây, tuyến đường Thanh Sơn này đã được biết đến là đoạn đường sạch đẹp, đáp ứng đủ tiêu chí về văn minh đô thị. Tuy nhiên, những năm gần đây xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Dịp này, phường đã tiến hành điều chỉnh lại vỉa hè, tháo dỡ các vật dụng cản trở, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ, gìn giữ cảnh quan tuyến đường, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm bừa bãi. Cái việc mà ra quận là xây dựng cái tuyến đường này, tôi thấy là rất là hợp ý dân, vì nó là chỉ tạo cái điện thông thoáng trên vỉa hè này, rồi các cháu tham gia giao thông, những người mà đi bộ trên vỉa hè là rất là tốt. Chứ trước giờ thì cái đường Thanh Sơn là một trong những cái tuyến đường chính của khu vực này, là rất là nhiều hàng quán bán để lấn chiếm vỉa hè, cũng rất nhiều nhức, có nghĩa nhức nhối bà con, người ta phản ánh rất nhiều lần. Còn đây là buổi ra quân xây dựng đoạn đường điểm an toàn văn hóa văn minh năm 2022 tại tuyến đường Yên Khê 1 của Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Ngoài việc dọn dẹp phát quang dọc vỉa hè, cán bộ hội viên nông dân cùng với người dân địa phương còn thay phiên chăm sóc vệt cây xanh dọc tuyến đường, treo pano khẩu hiệu để nâng cao công tác tuyên truyền trực quan. Công tác mà phát động các phong trào và nhân rộng các đoạn đường an toàn văn hóa văn minh đô thị thì nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân và bà con nhân dân về công tác trước hết là tham gia giao thông, văn hóa tham gia giao thông, rồi bảo vệ môi trường. Và khi mà chọn xây dựng đoạn đường điểm thì cũng với mong muốn là bà con cùng chung tay hỗ trợ, không có đổ xà bằng rác thải ra đường để tạo nên một cái cảnh quan đô thị đẹp, văn hóa văn minh và tạo nên một môi trường sống trong sạch. Được biết, mỗi hội nông dân các cấp sẽ xây dựng ít nhất một đoạn đường điểm an toàn văn hóa văn minh theo chỉ đạo của ngành dọc, sau đó đăng ký với Ủy ban dân đồng cấp. Mỗi mô hình sẽ được thực hiện theo chương trình kế hoạch riêng nhưng vẫn đảm bảo đồng bộ theo đề án chung của thành phố. Bên cạnh cái phường Thanh Khê Tây mà xây dựng cái tuyến đường an toàn văn minh thì hiện nay 4 phường còn lại, đó là An Khê, Hòa Khê, Xuân Hà và Thanh Khê Đông cũng đã đăng ký xây dựng mỗi phường một tuyến đường an toàn văn hóa văn minh. Thì hiện nay các phường đã và đang triển khai các tuyến đường đó. Với việc huy động sự tham gia của các cấp ngành đoàn thể đã giúp nhân rộng thêm nhiều mô hình văn hóa văn minh đô thị tại địa phương, qua đó tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng, thành phố an bình, văn minh và hiện đại.